sử dụng dạng gián tiếp. Nói đơn giản đây là sử dụng trong cái trường hợp các bạn đưa ra cái căn cứ hoặc là cái nguồn các bạn dẫn thôi. Chính vì các bạn đưa ra căn cứ hoặc cái nguồn các bạn dẫn cho nên nó không phải là cái lời nói của mình. Nó không phải là điều khẳng định mà mình có căn cứ mà. Cho nên cái đuôi câu thường là sử dụng gián tiếp. Các bạn dẫn ở đâu các bạn phải cho cái nguồn. Và đã là cái nguồn khác, người khác nói, một cái nguồn khác đưa thông tin thì phải sử dụng câu gián tiếp thôi. Vậy ha. Đó, chỉ vậy thôi. Nhớ điều này. Và cái ngữ pháp này là sử dụng áp dụng trong văn viết được nha. Văn viết mà viết câu biểu đồ luôn nha. Tháng 4 là bao nhiêu người kiểm thi tốt nhất vậy mọi người? Tháng 4 tới nè. 10 tháng 4 có lịch thi nè. Phương. Có mình Phương hả? Linh. Hai. Hai người. Ngân chưa thi đợt này hả Ngân? Chưa thi đợt tháng 4 hả Ngân? Em thi đợt này cô, em đăng ký từ năm ngoái rồi. Năm ngoái là nộp đơn thi TOEIC ở Hồng Bàng, xong rồi qua trung tâm nộp hồ sơ đăng ký học xây trong. May mắn sao được đậu ở đây chứ. Vậy là em có thi vào ngày 10 tháng 4 không? Dạ có, Hồng Bàng cũng dời về ngày này luôn á cô. Đúng rồi, nó mới báo cô là ngày 10 tháng 4. Cô đi canh thi Hồng Bàng á cô? Quận 7. Em đi thi hai lần ở quận 7 rồi sao quá. Nắng xa luôn. Thiệt. Nhưng mà tại vì bên Hồng Bàng là nó gác một ca. Bên Hồng Bàng gác đã lắm nha, gác đồ ăn thoải mái lắm. Ăn uống rồi trái cây đầy đủ. Gác em bên chưa đi lần nào chưa biết luôn cô. Vậy đó hả? Trời, cô toàn là đi theo mấy đứa không á. Có nghĩa là lúc sáng đi thì sẽ đi theo Google Maps mọi người ơi. Không bao giờ cô nhớ. Gác năm nào cũng chạy theo Google Maps mọi người ơi. Một năm chạy có mấy lần không bao giờ nhớ đường. Về cũng vậy nữa. Bao lạc luôn. Về mỗi lần về là một cái đường khác nhau. Không bao giờ nhớ được nha. Rồi cuối cùng có mấy lần sau là đi theo mấy đứa trò. Hên quá nó có đi kiểm nó thi. Xong tới chừng về hốt có lại. Cô về ké với là cứ chạy theo nó thôi. Mừng muốn chết. Chứ không là lần nào về cũng đi về một cái con đường nào đó rất là xa lạ. Chạy về cái nơi nào đó mình không biết luôn. Chạy theo Google ngáp mát lắm. Mệt mỏi. Lúc đi thì còn đỡ. Lúc đi là cũng đã có một cái ấn tượng rồi cho nên cũng nhớ đường. Nhưng mà tới lúc về á, không biết sao cứ đi về là đi lạc hoài. Ngộ thật. Bị mù phương hướng mọi người. Rồi. Ở đây. Cái e thả rưm nhân. Nó chỉ như vậy thôi mọi người. Nó chỉ có một khúc đầu thôi vậy đó. Nhưng mà các phần này nó quan trọng nha. Tại vì khi các bạn sử dụng để các bạn viết chẳng hạn như câu 53 nha. Biểu đồ. Thiếu cụm này thấy gì không được. Thấy nó kỳ kỳ liền. Vô biểu đồ là nó có cái ba rem. Vô đầu tiên phải có câu đầu từ câu nào. Câu thứ hai là phải tới câu nào. Câu tiếp theo là phải tới câu nào. Nó có cái ba rem sẵn hết trơn luôn. Đề nghị các bạn cứ áp đúng cái ba rem đó nha. Tại vì người ta chấm điểm cái người chấm. Người ta cũng có áp vô cái ba rem đó người ta chấm. Nhìn vô tôi thiếu thấy chỗ thiếu chỗ nào là người ta chờ điểm cái đó. Cho nên là các bạn cứ luyện cái biểu đồ cho nó kỹ lên. Tại vì biểu đồ là dễ mà. Gần như mình chỉ áp vô thôi á. Mình áp những gì trên biểu đồ nó có là mình đưa vô mình viết thôi á. Và nó có những cái khuôn mẫu rồi. Có nghĩa là cái dạng biểu đồ này quy định nó sẽ phải có câu này. Các bạn phải đưa câu đó vô cho cô. Dạng nguyên nhân kết quả là dạng nào? Ở dạng triển vọng là dạng nào? Ở dạng phỏng đoán là dạng nào? Các bạn cứ đưa vào những cái câu đó cho cô. Bảo đảm có những câu đó là ok. Cái dạng mẫu nó có sẵn. Cho nên là cố gắng hoàn thành câu 53 một cách gọi là sao ta? Triệt để nhất nè. Để ăn trọn 30 điểm. Để ăn trọn 30 điểm. Còn không thì ít ra cũng được 20. Coi như bị trừ 10 điểm là hơi bị nhiều rồi đó nha. Trừ 10 là cũng nhiều lắm rồi đó. Có vẻ là cũng thiếu ý rồi, hoặc là sai chính tả đó. Cũng khá khá đó. Thì coi như mất 10 điểm đi. Là còn 20 nha.
Phải còn 20. Bây giờ 2 câu 51, 52 cho sai một câu luôn thì cũng phải còn câu 10 điểm. Là được 30 rồi. Giờ câu 54, 600 từ, 700 từ. Nhưng không lẽ không được 20 điểm nữa mọi người. Viết cái mở bài, cái thân bài nó có 3 câu hỏi thì đi trả lời 3 câu hỏi đó đi, không viết được vài dòng thì ra ý trả lời cho cô 3 câu đó thôi. Kiểu vậy đó. Các bạn viết câu trả lời cho cô 3 câu đó thôi. Cũng có điểm rồi. Rồi xuống cái kết luận kết lại cái nữa là xong. Cũng được 20 điểm nha. Ít ra cũng được 20 điểm nha. Viết nhiêu đó là được 20 đó. Là thấy phần viết nãy giờ được nhiêu rồi, 50 điểm chưa? Bây giờ cho trừ hao thêm một lần nữa là quên thiếu cái gì đó, trừ thêm 10 điểm nữa là còn 40. Là tối thiểu các bạn được 40 của phần viết rồi. Đó là tối thiểu nha. Tại mình có cái phương hướng ôn thì phải tối thiểu đạt được 40. Là sư kỳ được 40 rồi. Giờ gán hai thằng kia mỗi cái 40 nữa thôi. Ok. Hên hên 5-60 cái nữa là top bích 4, top bích 5 liền. Đúng không nào? Đấy. Thấy vậy chứ nó không có quá khó khăn đâu mọi người. Lấy được. Cô nói sao nghe dễ dữ Cô thấy nó cũng rất là, có nghĩa là hầu như ôn rồi mình đã có chiều hướng rồi mọi người. Giờ chỉ còn hên xui rồi đó, hên hên vô tự nhiên lắm. Ai độ không biết, tự nhiên sáng suốt quá. Chọn đại, chọn đúng không? Tới bích vậy 5, bốn, kiểu vậy. Còn cô? Này may mắn lỗ độ, cái kiểu đó là độ, lỗ độ đó cô. tổ độ. Tới bích 5 ngon lắm nha mọi người ơi. Tới bích 5 ngon lắm á. Xin việc là điêu lương thoải mái á. Mặc dù mình nói tại tại chứ kệ, có tới bích 5 mà điêu lương nó cũng mạnh miệng hơn chút. Phỏng vấn mà người ta hỏi mình trả lời không được cũng Con bé này chỉ là phỏng vấn trong 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 đó thì cũng chỉ hỏi ưu xa su thông thôi, chứ nó đâu có nói gì về chuyên môn lắm đâu. Sao tới nỗi rước phỏng vấn như vậy, đúng không? Trước đi khi rớt. Ví dụ như là không được sao cô, nó không hiểu đâu là sao ta? cô, phỏng vấn đậu rồi cái vô kiểu nói chuyên môn mắc cô cái mình không hiểu. Nói nghe, phải chịu khó. Phỏng vấn, ngay lúc phỏng vấn là ngay cái lúc đó là mình có cái sự tương tác với ông sếp rồi ha. Thường sẽ là người trên mình luôn. Khi mình nói chuyện, các bạn phải tích cực nói cho cô. Nói sai cũng được nhưng Nói phải đại tích. hả cô? Nói đại đúng, phải nghĩa hiểu đó. Nói đại các bạn phải cố gắng diễn đạt làm sao cho người ta hiểu được cái ý các bạn nói, hoặc là người ta mường tượng ra được các bạn đang muốn nói về cái gì. Thường trước đó là chúng ta phải, nếu bạn nào yếu nói nha, yếu cái khả năng nói như vậy á, thì phải luyện tập nhiều hơn trước khi mình đi phỏng vấn. Coi những cái clip phỏng vấn thuộc những cái câu mẫu, hoặc là các bạn nằm thuộc nằm lòng cho cô những cái câu trong đầu để các bạn đi hỏi người ta. Chẳng hạn như bây giờ người ta nói mình nghe không được, sau khi mình đã cố gắng truyền đạt, hoặc là ổng cố gắng tận tình ổng chỉ mình cái gì đó đi, được chưa nào? Xong mình đã hiểu được cái ý ổng rồi, bây giờ quan trọng là mình phải truyền đạt ý của mình. Vậy thì mình phải có những câu sẵn. Hỏi ông về lương nè, hỏi ông về bảo hiểm nè, hỏi ông về lương tháng 13 hay là chừng nào tăng lương nè, lương đó là có đóng bảo hiểm chưa nè, lương cứng lương mềm có hoa hồng hay không nè. Những cái câu đó là phải sẵn cho mình hỏi liền, ổng không nói là phải hỏi hết. Đi làm là có được nghỉ thứ bảy, chiều thứ bảy không, hay là làm luôn cả ngày thứ bảy, có thường xuyên tăng ca không, có phải đi công tác không, có phải đi dịch xưởng không, có nghĩa là có bao nhiêu chi nhánh, cái này có phải đi chi nhánh không, có nghĩa là nó có chi nhánh ở Bình Dương, ở Đồng Nai hay không, tôi có phải đi theo ông hay không, công việc thường là làm ở bộ phận nào, các bạn phải hỏi hết luôn. Tôi làm, tôi thuộc bộ phận nào, nó tuyển vô vô thông dịch biết rồi, nhưng mà thông dịch nằm ở bộ phận nào, các bạn phải hiểu điều đó nha. Thông dịch đâu phải một mình bạn một ngồi một phòng, các bạn vẫn phải trực thuộc một cái bộ phận nào đó, văn phòng hay là phòng thư ký hay là phòng trợ lý hả. Thật ra cái trợ lý cái thư ký là hai cái đứa đó, nó nằm ở trong cái phòng của ông giám đốc, phó giám đốc luôn, nó ở chung với cái phòng ông đó, thuộc bên cái team của ông luôn, nhưng mà nó vẫn chịu sự chi phối của ai, của cái trưởng phòng hành chính. Nó là người trực tiếp nói hoặc là truyền đạt với lại ông sếp thôi, nhưng mà nó chịu sự chi phối của cái thằng trưởng hành chính chứ, nó vẫn chịu chứ.
Tại vì nó tính ra vẫn là nhân sự mà các bạn. Thư ký, trợ lý hay những cái đứa mà về thông dịch, biên dịch thực ra nó cũng là nhân sự. Bạn đâu phải làm sếp đâu, đâu có được phòng riêng, đâu có phòng ban riêng, không có cấp dưới, chỉ có cấp trên. Hiểu điều đó, chỉ có cấp trên và đồng nghiệp. Vậy thì các bạn phải hiểu tôi sẽ nằm ở bộ phận nào. Phòng tổng vụ, phòng tài chính kế toán, phòng nhân sự. Phòng nào, tôi thuộc phòng nào, tôi sẽ chịu trách nhiệm với ai, có nghĩa là tôi sẽ làm việc với những người nào. Trong cái cuộc hội thoại đó các bạn phải đào sâu, đào hỏi hết. Các bạn có những cái vướng mắc nào các bạn phải hỏi hết. Các bạn hãy trò chuyện với những người đã từng đi làm công ty hèn để hiểu những cái công việc của họ, hoặc là những cái vướng mắc mà họ đã từng gặp, để các bạn tránh, để các bạn tránh. Và các bạn thủ sẵn một cái tâm lý để khi mà mình đi phỏng vấn, mới phỏng vấn đầu vào mà, hỏi hết, có bao nhiêu cái hỏi hết, được thì nhận vô làm, ok, vui vẻ, tại vì cái gì cũng đã hiểu hết rồi, đã được giải đáp hết rồi, ok làm, không ok đi công ty khác. Chứ đừng có mập mờ cái này không rõ, cái kia không rõ, cứ vô đại làm trước đi đã. Tới chừng vô là bắt đầu than vãn, à, công ty bóc lột thế này thế kia. Tại ban đầu mình không nắm, tại ban đầu mình không đàm phán. Lương bao nhiêu đó thì ok, những công việc đó tôi sẽ nhận. Chẳng hạn như ngoài cái giờ thông dịch tôi sẽ làm cái gì, hỏi ổng chứ. Ổng tuyển thông dịch đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu không có công việc thông dịch, những lúc nhàn rỗi đó mình hỏi ổng, những lúc nhàn rỗi đó không có công việc thông dịch để làm thì tôi làm gì? Tôi phải làm gì? Đâu ngồi chơi đâu. Sếp đâu cho ngồi chơi. Vậy tôi phải làm gì? Tôi có phải đi khai thuế cho ông không? Tôi có phải đi làm gia hạn visa cho ông không? Có nghĩa là những cái việc linh tinh lặt vặt đó em hỏi thẳng ông luôn. Tôi có phải làm những việc đó không? Bắt đầu em đã có một cái sự mừng. Ông nói có đúng không? Là em đã sẽ hiểu rồi đó. Cái công việc của em gần giống như một cái ô sin cao cấp rồi. Ngoài thông dịch, biên dịch ra, tất cả tất tần tật những công việc khác có liên quan tới ông sếp, em phải đảm nhiệm. Vậy thì em phải cho luôn một cái mức lương mà em cảm thấy là xứng đáng. Chẳng hạn như tôi chưa có giỏi lắm, nhưng mà cái khối lượng công việc của ông giao cho tôi là cũng nhiều đó. Từ cho nên là tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng mà sau này tôi sẽ cố gắng nỗ lực, và tôi nghĩ là tôi sẽ có thể làm được những công việc đó. Mức lương tôi mong muốn là 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, nói luôn. Chịu thì làm. Các bạn phải hỏi hết để các bạn biết được cái khối lượng công việc các bạn phải đảm nhận là bao nhiêu. Rồi các bạn bắt đầu mới tính ra là mình có thể chịu đựng được đủ cái khối lượng công việc đó không? Và cái mức lương để cho mình có thể duy trì được. Và công ty xa tới vậy nè, có phụ cấp không? Xăng xe. Nhiều thứ lắm nha các bạn. Cô thường thấy các bạn đi phỏng vấn nhanh gọn lẹ lắm. Dạ nê gì cũng nê hết trơn. Xong tôi vui vẻ hết. Biết là bữa phỏng vấn tốt đẹp quá trời. Nói chừng đi làm mới lợt, mới sộ ra. Đủ thứ. Người hàng nó cái đó nó khôn lắm nha. Phỏng vấn là nó nhỏ nhẹ và nghe hơn mày không có tới đâu học thôi, dạy gì nó nói thì các bạn nói phải học. Mình có kinh nghiệm để phỏng vấn rồi, ông biết là mình cũng hiểu được và có cái thái độ nghiêm túc hơn với mình hơn. Nhiều ông sẽ cả lời cứ được được thì thôi, những ông các bạn cứ vô xong đi ăn có cách nhanh nhất nữa. Đi ăn các bạn gửi cho giáo hỏi những câu đó đúng hay